Phút 90+7, Neymar nhận đường truyền từ Luis Suarez và tung cú dứt điểm chân trái hạ gục Gianluigi Buffon, chính thức đưa Barcelona trở thành tân vương của bóng đá châu Âu. Đó không phải khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Neymar, nhưng đó là lời khẳng định của tiền đạo Brazil về một ngôi sao trẻ đủ sức kế tục Messi hay Ronaldo để đứng trên đỉnh thế giới. Với 10 bàn thắng tại đấu trường châu lục, Neymar trở thành cái tên đầu tiên sau Kaká mùa năm 2006 đến năm 2007 phá vỡ thế độc tôn của cặp đôi Siro trong cuộc đua vua phá lưới Champions League. Người ta đã mong rằng Neymar sẽ nối gót người đàn anh Kaká để một ngày nào đó giành quả bóng vàng danh giá. Những cổ động viên của Brazil có lẽ còn tham vọng hơn thế khi mong chờ một Pelé mới xuất hiện và đưa đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup. Ở tuổi 23, Neymar giống như một chàng hoàng tử chỉ chờ ngày chính thức đăng quang. Viễn cảnh ấy có lẽ chỉ còn lờ mờ trong tâm trí người hâm mộ trong cái ngày Neymar lên đường tới Trung Đông. Mùa giải năm 2014 đến năm 2015 như trong mơ ấy hóa ra lại là những ký ức đẹp nhất của Neymar ở lục địa già. Trong suốt những năm tháng sau đó, Neymar vẫn có những khoảnh khắc thiên tài, vẫn có những trận đấu thể hiện rõ tầm vóc của một cầu thủ lớn, nhưng chưa bao giờ duy trì được màn trình diễn ổn định để trở thành ngôi sao sáng nhất. Kỳ tích hoang đường, không thể tin nổi. Các cựu hẳn vẫn chưa quên nổi cảm giác chết đi sống lại sau màn lội ngược dòng không tưởng của Barcelona trước PSG ở vòng 1/8 Champions League. Trong bộ phim hành động nghẹt thở tới tận phút cuối đó, Neymar chính là diễn viên chính với 2 bàn thắng, kiếm về một quả pen và là người tung ra đường truyền quyết định để Sergi Roberto kết liễu đối thủ. Nhưng trên các mặt báo ngày hôm sau, hình ảnh Messi ăn mừng trước rừng cổ động viên lại chiếm trọn trang nhất. Nhiều người nói rằng đó chính là thời điểm Neymar nghĩ rằng mình cần thoát ra khỏi cái bóng của người đàn anh. Anh lựa chọn ra đi để thực sự trở thành kép chính, để có thể vươn tầm và đứng ngang hàng với những con người vĩ đại. Nhưng hóa ra, Paris lại là nơi chôn vùi điệu samba từng khiến người hâm mộ mê đắm. Những chấn thương liên miên, những tiếng la ó trên khán đài và cả những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, tất cả khiến cho sự nghiệp của Neymar mãi mãi không thể cất cánh lên một tầm cao mới. Người ta trách rằng Neymar đã quá phí phạm tài năng mà Chúa ban cho, rằng anh quá thiếu bản lĩnh để trở nên vĩ đại. Điều đó có thể đúng một phần, nhưng có thể cũng chỉ là một trong số vô vàn những bất công mà Neymar phải hứng chịu từ dư luận. Nếu không phải là một con chiên ngoan đạo, Neymar đã không ăn mừng mỗi chức vô địch với tấm băng rôn với dòng chữ 100% Jesus trên trán. Nếu như không phải là một kẻ đủ bản lĩnh, Neymar đã không thể đứng dậy sau thất bại 1-7 trước người Đức ở World Cup 2014 để giúp Brazil phục thù trước Cosetan ở chung kết Olympic 2 năm sau đó. Nếu như nhìn vào bảng thành tích, sự nghiệp của Neymar gần như viên mãn. Ở tuổi 24, anh đã giành đủ mọi danh hiệu với một đội bóng châu Âu và trở thành người hùng của cả dân tộc Brazil. Nhưng có lẽ chính những kỳ vọng lớn lao đó cũng chính là một nỗi bất hạnh của Neymar. Anh trở thành niềm hy vọng để Brazil bấu víu trong thời đại khan hiếm tài năng, được coi như cá nhân xuất sắc nhất cho thế hệ cầu thủ sau kỷ nguyên Siro, và là một cái tên top đầu cho những tiêu đề đầy mùi glamour trên các mặt báo. Người ta không tiếc cho sự nghiệp của Neymar và cũng chẳng tiếc cho quyết định tới Ả Rập của anh. Chính bản thân cầu thủ sinh năm 1992 cũng thổ lộ rằng cả anh và gia đình đều cảm thấy hạnh phúc khi nhận lời đề nghị từ Al Hilal. Người ta chỉ tiếc cho một chàng hoàng tử không thể vươn tới ngai vàng và nắm lấy cây quyền trượng trong tay, tiếc cho một thứ gì đó đáng ra đã trở nên vĩ đại hơn. Nhưng thôi, dù sao đi nữa, những người dân tại Riyadh vẫn đang tiếp đón Neymar Jr như một vị vua đích thực rồi. Không còn những tiếng la ó tại Parc des Princes, không còn cánh paparazzi chầu trực 24/7. Rốt cuộc Neymar cũng đã được giải thoát khỏi những thứ áp lực đã đè nặng lên tâm trí anh bấy lâu nay để tận hưởng niềm vui chơi bóng. Và biết đâu đấy, khi đôi chân đã thanh thoát và bắt đầu điệu nhảy samba quen thuộc, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trời Âu trong một ngày không xa.